Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta cùng tô màu cho bức tranh về ba chú cá đang bơi nhé. Chúng ta cùng bắt đầu thôi nào. Chú cá đầu tiên mình sẽ tô màu này. Đây là màu cam. Thứ hai mình sẽ tô màu xanh này. Đây là màu xanh tím. Cuối cùng mình sẽ tô màu này. Đây là màu đỏ son.